chị cho em cảm nghĩ về chuyến đi này vậy? Rất vui và hạnh phúc. Dạ. Nhưng em thấy rất vui. Dạ, con chào cô cho con nghĩ về suy nghĩ về chuyến đi này ạ. Không phải ạ, rất vui và hạnh phúc luôn, hạnh phúc cho em chị. Dạ, mình có thấy là mình được hoan hỷ và có thêm sự sức mạnh và năng lượng không ạ? Có. Nghe chú đẹp bi. Đọc bản xanh cho bản xanh luôn. Từ từ tôi cũng nghe mà làm gì dữ vậy. Okay. Dạ mô Phật, con đang đi sân bay cùng khách đạo tràng. Không chị ngồi chị nhìn cái màn hình của mình mà chị nhìn tới luôn ạ, tới công chuyện cái lại thôi nghĩ sao 15 một tên má ơi, 15 một tên má ơi, nhiều quá đúng không, kéo mọi tay đúng không. Đúng rồi. Lấy cái cảnh này nữa một tấm này. Đúng rồi, đúng rồi. Thì tại sao kêu đi xuống đây là hiểu rồi đó. Bị bó con á, giờ tới cái tài này sẽ hợp đồng mà. Sẽ hợp đồng nên đưa tới cái tài này nó bị Amaya. Nó bị đạp cứng ra mày da. Dạ đúng rồi. Dạ mong rồi. Dạ chú. Đó bây giờ phải đứng đợi đi nha, để cho nó nhẹ bớt. Thôi thua. Trời ơi nãy chạy tắt quá trời lần luôn nên thôi. Cái xô la ti này nó có giọng nó vậy, tại vì nha nó ra âm nó đưa từ ra. Mà nhiều tài quá nên là không ai bảo dưỡng. Hồi nãy tắt hoài luôn á, dậm kiểu gì cũng tắt. Dậm mình lên ga ta. Rồi, kính thưa quý vị, đến chùa Linh Phước. Linh Phước hay còn gọi là chùa Ve Chai. Ve Chai nhưng mà đó là thấy cái miễn của các chén cổ, bình cổ không à. Đó. Đúng rồi, chùa chỗ nào cũng có cái theo kiểu dạng miễn miễn trai rồi. Đã dạy vô cổng rồi. Đi vô chùa Linh Phước là vô đây là phải khách vô đây là đi vệ sinh trước. Rồi sẵn ra đây mua đồ nè.
mua đồ này, mua các quà, làm quà cho mọi người. Xong mình ra mới bắt đầu đi vô chánh điện lễ Phật, rồi đi tham quan các nơi của mẹ Quan Âm. Rồi, rồi. Vô lại Phật ra chánh điện, để cài dép ra. Vô đây. Đâu cũng toàn là cái những chai, những chai, những chai với sành, chén, dĩa đồ bể rồi đó, đập ra. Nó là một cái gọi là cái phong cách riêng. Ở đây chỉ có hiếu là tượng Phật không có giác hay là cái miệng chai hả, không có làm bằng miệng chai hả, để coi coi dần những Phật kia sao. Thôi lại Phật đi. Còn cái này nè, cái này là miệng chai luôn nha, cái gì miệng chai luôn, miệng chai nè. Chắc là y như tre vậy. À, tượng tượng tổ sư rồi ra mô Phật ăn bao nhiêu. Trên này, trên đỉnh nè. Quá trời. Quá trời đẹp luôn. Cẩm thạch. Đẹp không ạ? Hai bên luôn mà. Nha, ngồi chờ. Hai bên đều gọi là nè. Đây cũng vậy, đây là mình hồi nãy mình đi bên tay phải, rồi giờ mình đi qua bên tay trái cũng y vậy luôn, y như bên tay phải luôn. Quá trời, đẹp không, đẹp không? Lên lầu nữa kìa, lát lên lầu nữa. Ngày này chưa làm nè, chưa có làm. Đó, chưa xong. Nhưng mà gì phải. Có cánh gà này, qua bên kia nữa. Đây nữa, tượng. Quá trời luôn kìa. Đó, lát vô cái tượng lớn trong đó. Thôi, để mình đi ra qua kia trước đi. Miếng chai nè, miếng chai rồi miếng này miếng nọ rồi ở trong, chắc cái này là ở trong mấy cái chỗ làm
làm cái phòng tả điện, làm cái những cái chậu, cái chai rồi mới có đủ số lượng như vậy, chứ đâu có đủ được đâu. Hết tao cũng có nhiều cái chưa phải đi chai. Cái này gọi là mảnh xanh đúng không? À, mảnh xanh. Thế cái này mà nếu đi chai đi tầng theo đây chứ bộ. À. Đi dưới bật lên mà mảnh chai. Khi mà mình làm như vậy nó đâu có trơn đâu. À, cái này cưa lại bật hết rồi. Lên lên. Trời ơi. Đó, dân nó mát quá. Mưa sói mới mình chai luôn. Tượng, nếu mà tượng làm bằng cái chai luôn á. Chắc khó nè. Chắc sắp tới mình. Mỹ, Mỹ, nước ngoài. À, làm mấy chai luôn rồi mà. Lại đây À, đây đây. Ủa qua bên đâu vậy? Bên đây, vô nãy bên đó đi rồi mà sư phụ. Bên đây, đi theo chiều bên đây. Đây. Rồi, để đi qua tới bên kia luôn. Đi theo. Xuống từ từ nha. Chú ba đi trước. Có nhiều chùa là có tứ hiền dương
mang vô. À, cho mang vô, con ăn vô. Cái này là bán, cái này khu bài đồ bán nè. Dạ. Bán. Tiền không á? Cái giường nó đổ rồi. Ừ. Này đổ đá. Đi ra nguy hiểm. Qua bên cái tháp, tháp chuông. Có đứa nào vô gõ không? Có. Trời ơi, ai cũng muốn gõ hả? Gõ dũng não hết luôn á giờ. Ồ, trèo lên con nai kìa. Thôi nha, đi rồi. Hơi bị nguy hiểm. Đi qua cái vô nè. Qua cái vô. Ờ giờ rớt lại hết rồi, còn mấy đứa nhỏ không mà còn mấy người lớn mệt hết rồi. Lên vô nè. Nam mô A Di Đà Phật.
Bên đây nè, bên đây nè. Oh.
rồi chiều nay về trúng số bù, thấy có mấy số mà. Lấy tiền ra bỏ. Thấy nè, bỏ tiền ra. Để ra đi. Dạ Nam Mô Di Phật, kính thưa quý vị. Giờ đoàn chúng con là tới chùa Linh Linh Phước là chùa đỉnh cuối cùng. Bây giờ là trễ rồi, khoảng 3 giờ 4 giờ rồi. Giờ lên đường đi về Đồng Nai. Khoảng giờ đến đó khoảng 9 10 giờ á. Thôi kính thưa quý vị, bây giờ kết thúc hành trình tham quan Sinh Tờ Hiêu. Rồi ghé ngang chợ Đà Lạt mua đồ, mua quà về cho quý Phật tử ở ở chùa. Với lại ghé chùa Hiền Viện Trúc Lâm, chùa Linh Sơn, bây giờ là Linh Phước, là chùa cuối cùng. À, Nam Mô Di Phật. Kính chào quý vị, có gì quý vị nào mà có muốn đi tham quan gì á thì coi cái clip con đăng lên đó, rồi đi lên các điểm đó, rồi ghé những cái chỗ đó. Rồi, đó, rồi hay là liên hệ con đi và cho có một cái buổi hành hương có ý nghĩa là Nam Mô Di Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.